các bạn đã đến với tin tức mới. Hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Hơn 3 năm sau khi sinh con, Hoa hậu sinh năm 1990 không còn mặn mà với showbiz. Cô chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh. Thỉnh thoảng Diễm Hương xuất hiện ở các sự kiện của làng giải trí hoặc các dự án nếu như cảm thấy phù hợp. Thời gian qua, có tin đồn Hoa hậu Thế giới Người Việt và ông xã Quang Huy dặn nứt tình cảm. Tuy nhiên, mỹ nhân 28 tuổi từ chối bình luận. Diện mạo khác lạ hiện tại của cô cũng gây nhiều chú ý. Sau đây, mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Cách đây ít giờ, Diễm Hương úp mở về căn biệt thự được trang hoàng vô cùng nguy nga lộng lẫy. Trên trang cá nhân, Diễm Hương viết, đã ở và sẽ ở, cháu nội sẽ ở cùng. Hoa hậu nhà hàng một vài bức ảnh về không gian bên ngoài khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ. Căn biệt thự có kiến trúc hiện đại với gam màu trắng chủ đạo, có hồ bơi rộng. Cách đây hơn một năm, người đẹp 28 tuổi từng hé lộ về việc mua nhà ở Mỹ và cả gia đình chuyển qua đó định cư. Nhiều fan hâm mộ đồn đoán rằng ngôi biệt thự này chính là tổ ấm mới của gia đình hoa hậu. Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010 khi mới 20 tuổi. Sau cuộc hôn nhân ồn ào với đại gia Trường Chinh, năm 2015 Diễm Hương kết hôn với Quang Huy. Cả hai có chung cậu con trai. Sau khi lập gia đình, Diễm Hương ít tham gia các hoạt động showbiz mà tập trung chăm sóc chồng con và kinh doanh. Khép lại cuộc hôn nhân đầu tiên ồn ào, năm 2015, Diễm Hương kết hôn với người chồng thứ hai tên Quang Huy. Lần này, người bạn đời của Diễm Hương chỉ là một chàng trai bình thường, làm việc tại một trung tâm thể dục thẩm mỹ. Cặp đôi sau đó có với nhau một cậu con trai. Kể từ đây, người đẹp chọn lối sống kín tiếng, ít chia sẻ về cuộc sống riêng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều tin đồn cho rằng Diễm Hương có thể ly hôn với người chồng thứ hai. Lý do là một năm trở lại đây, người đẹp không còn chia sẻ bất cứ hình ảnh nào liên quan đến người bạn đời của mình. Cả hai không còn xuất hiện cùng nhau như trước. Trên trang cá nhân, Diễm Hương thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái bày tỏ tâm trạng buồn bã, lo âu và rối bời. Có khi nào ta rời xa? Mấy khi trong cuộc đời bạn được cười thực sự? Thanh xuân đối với mỗi người là một đoạn hồi ức vô cùng quý giá. Nơi đó có tình yêu, có sự tổn thương, có nụ cười, có cả nước mắt. Đặc biệt trong những hình ảnh được Diễm Hương chia sẻ về bữa tiệc sinh nhật gần nhất của cậu con trai nhỏ 5 tuổi, cho thấy chỉ có bố mẹ cô và một số người thân trong gia đình, không có ông xã Quang Huy. Truyền thông nhiều lần đặt câu hỏi về cuộc hôn nhân thứ hai của Diễm Hương, nhưng cô đều chọn cách im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận đã ly hôn. Đặc biệt, trong vài tháng trở lại đây, Diễm Hương không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên một người đàn ông giấu mặt. Dịp Valentine vừa qua, người đẹp khoe bó hoa, chiếc nhẫn nhận được từ một người đặc biệt và gửi lời cảm ơn ngọt ngào đến người này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúng mình là tin tức mới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!